Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Vlog Việt các bạn nhé. Các bạn thấy mình đang ôm trên tay gì đâu? Đúng rồi. Đây là ba cái chai nhựa các bạn nhé. Vỏ lon. Đây là ba cái chai nhựa vỏ của những cái chai Coca. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ các bạn nhé. Mình sẽ làm một cái thí nghiệm, đó là mình sẽ tạo một cái máy lọc nước từ ba cái vỏ chai nhựa này. Khi tạo xong ấy, mình sẽ thử lọc cái nước Pepsi này, nó có cái màu đen kiểu này các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ thử lọc cái nước này bằng cái máy lọc nước mini của mình tự tạo ấy, để xem nó có thể lọc được sạch cái nước này hay không. Thực chất mình xem trên mạng thì cũng thấy rất là nhiều người đã từng làm cái này rồi, mình không biết có lọc được sạch như thế hay không. Hôm nay mình sẽ cùng thử luôn các bạn nhé. Để chuẩn bị cho cái máy lọc nước của mình ấy, thì mình đã chuẩn bị gồm có cát này các bạn nhé, than hoa này, than đốt của mình, than củi ấy, và sỏi này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến hành làm thôi. Rồi, cái việc đầu tiên mình sẽ cắt ba cái lon này ra các bạn nhé. Mình sẽ cắt ba cái lon này ra. Đây, mình sẽ cắt ra này các bạn nhé. Rồi, mình đã tạo được hình ba ống này rồi các bạn nhé, mình đã cắt ba ống này rồi. Và mình sẽ khoét ở dưới đáy này của mỗi ống là một lỗ, sau đó mình sẽ cho cái vòi này vào. Nên cho vòi vào này xong mình sẽ lấy cầm lên mình gắn lại để cho nước nó sẽ chảy ra từng vòi một các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho ba cái vòi này vào. Mình sẽ cắt một cái lỗ ở dưới này thì mình cho cái que cái vào các bạn nhé. Đây các bạn, đây mình cắt hơi to quá rồi. Không sao. Đấy, thì mình sẽ cho vào này các bạn nhé. Rồi, được ba lỗ này, mình cho vào đây, mình sẽ dùng keo nến mình gắn lại các bạn. Đây, cho vào đây. Đây, mình sẽ dùng keo nến mình gắn lại các bạn nhé. Đấy, như gắn keo nến lại này các bạn nhé. Đây, mình đã gắn hết vòi dẫn nước rồi các bạn nhé. Đây. Đấy. Và bây giờ mình sẽ gắn. Mình gắn lên như thế này các bạn ạ. Đây, mình sẽ gắn lên đây. Đấy, gắn lên đây để mình tạo thành cái độ chảy cho nó chảy xuống các bạn nhé. Vì ở đây mình không có cái tháp ấy. Đấy, mình sẽ gắn như này. Ba cái như thế này. Đấy. Và mình sẽ dùng ống vít mình vít lại các bạn nhé. À, được một cái tiếp theo mình thế vắng gắn bên dưới các bạn ạ. Em gắn cuối cùng thế này để thấm nước ra. Ok rồi đấy. Đây nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đây mình sẽ thành tấn này, và nguyên lý thì cơ bản là mình sẽ bỏ ở trên cái cốc đầu tiên ấy, mình sẽ bỏ đó là đá thô và đá sỏi ấy, với là than thô, than mình đập to to mình trộn với đá mình cho vào đấy. Tầng thứ hai mình sẽ bỏ cát mịn các bạn nhé, và tầng thứ ba là mình sẽ bỏ một lớp sỏi bên dưới với lại than các bạn nhé, than đập nhỏ nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành làm thôi.
Rồi tiếp đến cái tầng thứ hai mình sẽ bỏ cát các bạn nhé. Tầng hai mình sẽ bỏ cát. Đây cát của mình đã sắm rồi, rất là nhiều cát đấy các bạn. Đây cát mịn nhé. Đây, mình cũng sẽ cho một cái lớp vào để bọc. Đây, mình sẽ cho cái than thô này vào các bạn nhé. Ở trên tầng trên cùng mình sẽ cho cái than thô này vào trước. Đây, cho vào đây. Rồi mình sẽ cho một tầng cát nữa các bạn nhé. Đấy, đây mình sẽ làm thành 3 lớp luôn. Mình thì mình không biết làm này nó có tác dụng gì không, nhưng mình cứ làm thôi. Đấy. Không biết nó như thế nào thì phải chờ kết quả các bạn ạ. Đây các bạn ạ, sỏi đây. Đấy. Đây. Tất cả những cái này mình đều đã rửa sạch hết rồi các bạn nhé. Không phải là mình cái về mình bỏ vào thế đâu. Rồi, ok rồi đấy. Ok rồi các bạn ơi. Về cơ bản thì cái máy lọc nước của mình đã xong rồi các bạn nhé. Cũng có 1, 2, 3. Đấy, tất cả gồm có 3 cái bình lọc các bạn ạ. Đây, mình mời các bạn cùng ngắm qua một lượt cái máy lọc nước của mình nhá. Ở tầng trên cùng này. Đây, tầng trên cùng này là mình sẽ bỏ bên trên là cái sỏi nhá các bạn nhé. Sỏi sông ấy, đá cuội ấy. Đấy. Ở tầng thứ 2 sẽ có cát, thứ 3 là than này. Đấy. Là cái này mình sẽ bỏ tổng hợp nhá. Còn cái tầng thứ 3 này là mình chỉ bỏ mình cát thôi các bạn ạ. Đây, cái này là mình cát thôi nhá. Đây, chỉ mình cát không vào mình đã nén chắc rồi. Đây. Đấy. Và tầng cuối cùng là mình bỏ mình than không các bạn nhé. Than này là than nhuyễn nhé. Còn trên này ấy, là mình bỏ than thô các bạn nhé. Than viên to ấy. Đấy, trên này là mình bỏ than nhuyễn nhé. Và đây là cái vòi dẫn nước của nó. Khi mình lọc trên này đầy xuống nó chảy từ đây xuống đây. Đấy, xuống đây. Và từ đây nó chảy thấm hết trong đây. Và nó sẽ qua đây. Đấy, và nó sẽ chảy đây ra đây. Và mình sẽ để một cái ca thế này, mình hứng nước ở thế này các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành lọc các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào các bạn nhé. Các bạn nhìn đây nhé. Đây là nước Pepsi các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nước đen xì luôn đúng không? Đấy. Đó là từ cái chai Pepsi mình rót ra đây các bạn ạ. À, mình sẽ cho vào kia mình lọc thử nhé. Để xem kết quả nào thì các bạn cùng theo dõi nhé. Đây, các bạn nhìn nước cho mình nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây để lọc các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy màu nước chưa? Đấy. Đây, chạy này. Đó. Bạn thấy không? Đây, đây bắt đầu nó chạy dần xuống rồi nhá. Đây. Đấy, và nó sẽ chạy xuống cái lớp này. Cát này phải đi xuống thế này. Đấy, sau đây và nó sẽ đi ra đây các bạn nhá. Đây, thế này mình đã hứng sẵn ở đây rồi. Đấy, mình chờ thôi. Đây, con này nó chạy rồi các bạn đấy. Đây, nó chạy không ạ? Đây vẫn có vẻ màu vẫn đang rất là đậm. Lọc qua lớp cát này, lọc xuống đến đây. Nó chạy rồi, và đây bắt đầu có rõ rồi các bạn ạ. Đây. Đây, nước ở đây có vẻ là khá ổn rồi đấy. Chờ nó xuống đây. Đây, mới qua một lớp thôi nhưng mà nó đã khá là trong rồi các bạn nhìn. Nước, đấy. Ở đây, bắt đầu nó chạy rồi đây. Đây. Chờ theo dõi nó các bạn nhé. Đây các bạn nhìn giọt nước này đấy. Vẫn có cái màu đục đục các bạn. Nói chung nó lọc cũng không được trong lắm. Vì cái nước này là nước Fanta màu rất là đậm mà cái bồn lọc của mình nó chỉ như này thôi các bạn. Nên mình nghĩ nó không thể lọc được là không phải thôi. Đây. Rất là đơn giản. Cho nên không có công nghệ gì đòi hỏi tử tế thì mình làm này thì nghĩ nó sẽ không thành công được đâu các bạn nhé. Mình thấy nhiều người làm thế lọc rất là trong nhưng mà mình
là thử thì không thấy trong thế nào. Đây cũng là than này, cát này, sỏi này, đấy y chang luôn. Nhưng mà không thành công. Nhìn nó vẫn còn đục lắm màu. Ở đây không biết là các bạn có đang nhìn thấy nó lọc không các bạn. Đây vẫn đang lọc bình thường này, cả ba cái vẫn đang lọc và nước mình thấy nó cũng khá là trong. Nhưng mà để mà lọc trắng là hết cái nước của cái chai Pepsi ấy, màu rất là đậm. Cái này của mình nó chỉ đơn giản như thế này thôi thì mình nghĩ nó không thể lọc được hết các bạn nhé. Cho nên những cái mình thấy nhiều bạn làm mà lọc nó trong veo thì mình nghĩ nó cũng không biết là các bạn lọc kiểu gì mà lại trong veo được, nhưng mà mình làm thì lại không thấy được. Cũng làm đúng như thế. Bên dưới này là tầng này là than mình đập nát này các bạn này. Đấy, đây là than hoa nhé, đây là lớp cát này. Trên này là mình bỏ luôn ba lớp là cát, sỏi và than hoa. Đấy, nhưng mà vẫn lọc không thấm vào đâu các bạn. Nước thì ra thì nói chung nó cũng khá là trong rồi. Đây các bạn, nước được nước đầu tiên là nước Coca. Thì này rất là đậm này, màu nó đen đỏ rất là đậm này. Đấy, xong xuống đây thì nó sẽ đỡ đi tí này, nhìn nó là trắng nha các bạn nhìn thấy không? Đấy, xuống đây thì nó cũng là trắng nha được tí nữa. Và xuống đến đây thì mình thấy nó sẽ trắng hơn nhiều này. Đây các bạn nhìn nước này, đấy. Mình lọc ra nó như thế này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Lúc đó đấy đây, mình lọc hết gần nửa ca, còn có một tí đây thôi các bạn. Nhưng mà mình lọc ra thì được con đấy đây thôi các bạn nhé. Đây. Đây là mình lọc được đấy đây nhá. Đấy, không biết nước nó thấm đi đâu hết rồi. Chừng đổ này nó cũng bị thấm mất một tí, chắc nó đang giữ trong ca. À, nhưng mà chờ rất là lâu rồi mới được đấy đây các bạn nhìn cái nước khi mình đã lọc ra nó như thế này này các bạn. Đây, còn cái nước gốc của nó này các bạn nhìn này, đây. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ mang kia mình rót cốc mình thử cho các bạn xem nó khi mình lọc rồi thì cái vị của nó còn như thế nào các bạn nhé. Và bên này là cái nước gốc của nó các bạn, Pepsi gốc nhé, nó màu nó sẽ đen thẫm hơn này, còn cái này nó chuyển sang màu nâu vàng rồi các bạn. Đấy, khi qua mình lọc qua cái máy lọc của mình ấy. Bên này là cái nước mình đã lọc qua này. Bây giờ nó nhạt thì các bạn, nó vẫn có vị ngọt nhưng nó nhạt. Và mùi thì không có mùi gì cả. Nó mình cảm giác nó mất ga rồi, không còn ga nữa các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Đây. Nó không còn lên ga được nữa. Đấy. Không có ga nữa. Thế mình đến cái nước này thì nó vẫn như gốc thôi. Các bạn nhìn ga này. Đấy. Đây các bạn nhìn thấy ga không? Đấy. Đây ga này, vẫn nguyên này. Chung nước này vẫn rất là ngọt và ga vẫn nguyên các bạn nhé. Còn như cái nước này thì đã hết ga rồi các bạn nhé. Như vậy là mình đã thí nghiệm xong cái máy lọc nước này các bạn nhé. Thì các bạn thấy cái dàn lọc nước của mình như thế nào thì hãy cho mình xin ý kiến ở bên dưới nhé. Còn cái chất lượng lọc của nó thì các bạn thấy ở đây nó có màu như thế này, cũng khá là trong so với là cái màu cũ của nó ấy. Nó chuyển sang màu ngả vàng và hơi nâu nâu một tí. Đây là cái máy của mình. Video mình xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người.